thắm đẹp làn môi hồng. Xuân đến rồi đây nào ai biết không, mang những hoài mong đi vào ngày tháng. Bao nhiêu mơ ước đến khi mùa xuân sang, tôi chúc gì đây vào mùa xuân này, khi nắng vàng tươi nhuộm làn tóc ai, khi gió nhẹ lay hoa đào hồng thắm, trong khi xuân ấm mới tô đẹp tháng năm. Tôi chúc muôn người mọi điều ước muốn, non nước vinh quang trong tia nắng thân bình, để người anh yêu dấu quay về gia đình tìm vui bên lửa ấm. Chúng yên lành người người khắp chốn, mong gió đưa duyên cho cô gái xuân thì ước nguyện mau trong thành, rượu hồng sẽ duyên. Tôi chúc ngày mai dù đường xa vời, trai gái bền duyên đẹp tình lứa đôi, cho bướm vàng bay thêm nẻo đường mới, vài bên và những lúc tâm tình lên khơi. Tôi chúc rồi đây người về phương nào, cho dấu thời gian lạnh lùng lướt mau, mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân. À, nhưng mà các năm bà có đi hội chợ xuân không bà? Ừ. Dạ. Bà năm nay nhiêu tuổi bà? À, cũng không nhớ. À, dạ. Đi như gần thôi, gần đây mà. À, dạ. Ở hội hoa xuân này bà thích cái hoa nào nhất? À, chưa nhắm được. À. Có chút bông mai, giờ coi chút rồi được. Mai thì góc bên kia bà. Ừ. Mai phía đây đằng sau mình, còn đây là hoa sứ này rồi. Ừ. Hoa đào, một vài cái loại kiểng. Vườn mai thì nó ở giữa bạn. Nghe xuân sang thấy trong lòng mình chứa tràn, tiếng pháo vui vang đó đây ôi rộn ràng. Kìa mùa xuân đang đến trước thềm, gần xa nhịp nhàng xuân đến, nghe bước chân tô đẹp thêm. Xuân ơi xuân vẫn muôn đời mến xuân, nhấp chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài, người người gặp nhiều duyên may, xuân thắm tươi xuân nồng say. Ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương, nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương. Lòng rạc rào hồn xuân nao nao, thật tuyệt vời mùa xuân thanh cao, ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Đôi uyên ương xanh phai nhịp nhàng thắm xuyên, dưới nắng xuân trong bướm hoa đang tỏ tình. Còn mùa xuân đem vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi, nhân thế ơi mong đợi xuân. Xuân đã về, xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lớn mênh mông. Trên cánh đồng chim hót mừng đang thút tha từng đàn cùng tay vui say.
xuân đã về, ngàn hoa hé môi cười tươi đón gió mới. Xuân đã về, ta hát vang lên câu ca mừng chào xuân. Ngoài trời bao lá xinh tươi, bao cô gái đẹp cười trong xinh như hoa. Lập lề ta áo xanh xanh trên bông tím vàng đẹp hơn tiên nga. Và bầy em bé rung rích khúc khích tiếng cười xô nhau vui ca. Từng đàn chim non xinh xinh tung bay khắp trời cùng xíu dính ca. Một bài ca đón chào mừng hòa theo tiếng pháo đi đùng. Mừng xuân nay đã về rồi và mùa đông vừa qua. Ngập trời bao tiếng chào mừng nàng xuân duyên dáng về rồi. Về giữa bao thắm tươi vui, lòng ta thấy yêu đời. Cái gốc cây này các bạn nhìn thấy nó xòe đều.
Đây là cái gốc mai chiếu thủy, họ chơi dưới dạng bonsai. Ví dụ như đây, một cái cây này là một cây dáng huyền. Thì để tạo được những cái dáng như vậy rất mất thời gian này. Ví dụ như đây này, đây một cái cây nữa, các bạn nhìn cái cây dáng huyền nhé. Đó, thân nó đổ rạp dưới. Đây. Đây cây là hiện vật trưng bày các cái nơi này, những cây cảnh này nếu như ai mà đam mê thì có lẽ họ đi cả ngày cũng không thấy chán. Cái gốc cây các bạn nhìn này, phần gỗ của nó màu trắng luôn, cái vỏ thì nó màu đen, cái da ngoài nó màu đen, còn cái thân gỗ nó màu trắng à. Cái cây thông đây, ban tổ chức vẫn đang đi để chấm điểm. Cây kiểm này biết bao nhiêu cái công phu công sức. Thì bây giờ có hai cái trường phái chơi, một cái trường phái chơi cây là trường phái trồng dạng như là để cho có, và một cái trường phái thứ hai là trường phái chơi để mà cho nó đẹp và nghệ thuật. Thì mình thì mình thích về cái nghệ thuật hơn. Cây này đẹp hơn. Thank you.
cây gì? Chú ơi, chú biết đây cây gì không chú? Vâng, à, nhìn thấy đẹp với con, chị cũng không biết là cây gì. Đây mọi người, mai chiếu thủy đúng không? Và mai chiếu thủy thì dễ phát hiện, còn nhiều các cái cây kia thì không biết. Cây xì, cây xanh, cây thông. Rồi thôi, bây giờ rời cái khu vực đó, chúng ta sẽ đi coi những cái cây khác. Đây là cây cóc, cóc cóc kìa, tạo dáng hình con cóc. Và khi họ tạo dáng nhìn nó chưa giống thì họ còn có để cái con cóc ở dưới gốc cây và một quả cóc để cho mọi người biết đây là cây cóc này. Ở kia là cây mận, cây mận ngoài Bắc thì họ gọi là cây roi. Cây kiểu đây, cái gốc bưởi này họ cũng làm công phu cách điệu bưởi. Bên đây là cây khế, quê hương là chùm khế ngọt đấy. Cây khế, đây là một cái loại cây kiểu khác mà không thấy họ để tên đấy. Kế đây là cây khế. À, cây khế này họ tạo dáng hình con chó. Đây là cái đầu con chó này, bốn chân của nó này, cái đuôi, đuôi nó cong vẩy lên. À, đây hình như là con sơn dương thì đúng hơn. Tạo hình. Rồi. Đây là gốc cây me. Nguyên cái dãy này thì đều là những cây kiểu. Cây tạo dáng cắt tỉa. Trong cái không gian công viên văn hóa Tao Đàn. Kế bên đây thì các bạn nhìn thấy đây là cái dãy họ bán đồ ẩm thực. Và chúng ta sẽ tiếp tục đi á. Tác phẩm này vừa. Đây là cây khế của người có tên là Đặng Chí Công, người cắt tỉa công phu mà. Chúc mừng năm mới, Happy New Year, đây là cây dép. Đây hội hoa xuân các bạn. Bạn nhìn này, họ đây phía ngoài đây là đường Lê Văn Duyệt, bên kia là đường Bùi Thị Xuân. Đây là lối đi vào cổng. Phía ngoài này bây giờ là được. Đây là đường Cách mạng tháng 8. Trang trí rất đẹp các bạn. Quá đẹp luôn.
Bây giờ thì video clip của Tuấn Dương xin phép sẽ tạm end tại đây nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đừng quên bấm nút like cho video, đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để theo dõi những video clip mới nhất của Tuấn Dương cập nhật về không khí Tết ở Việt Nam. Và xin nhắc lại, các bạn đang theo dõi cái video clip này ở công viên văn hóa Tào Đàn, nơi diễn ra hội hoa xuân. Rồi, bye bye các bạn nhé.